Xin chào các bạn, hôm nay công ty Công tử Việt Nhật xin giới thiệu các bạn model HSW, model của Diniagel, model được sản xuất tại Italia. Đây là dòng cân bàn đơn giản. Model này được chúng tôi phê duyệt mẫu mức cân là 30kg, size số 5g. Còn đối với cái mức cân căn bản và size số căn bản của hãng là 30kg 1g. Model nếu các bạn mua cái mức cân 30kg 5g thì các bạn sẽ được kiểm định miễn phí. Sau đây tôi giới thiệu, đây là cân Diniagel HSW30. Đây là phím on off tắt mở nguồn. Khi tắt nguồn các bạn nhấn giữ. Khi các bạn mở nguồn các bạn nhấn thả. Đây là model tôi cài 6kg. Đây. Bên tay trái chúng ta có thể hiện pin và thể hiện ổn định zero. Cân đang chế độ auto off. Khi các bạn cân thì màn sẽ tự sáng, còn nếu các bạn để khoảng trong vòng hơn 10 giây thì màn sẽ tự động tối. Đây, trường hợp tối. Khi nào ổn định thì bay đây là đèn báo ổn định. Về không không hoặc đèn báo ổn định, hoặc là tôi sẽ bỏ một cái vật ngẫu nhiên lên. Khi nào rơi vào trạng thái ổn định thì cân đèn này sẽ báo cho chúng ta. Và màn hình sẽ tự off lại để giảm cái tiêu thụ năng lượng. Tiếp theo, ở trên cân này bao gồm 6 phím, các bạn có thể thấy on off là phím tắt mở nguồn. Phím zero là dùng để cho các vật nhỏ để về không. Ví dụ giống như tôi bỏ vật nhỏ. Okay. Các bạn có thể không được. Phím T là dùng để chúng ta trừ bì. Giả sử tôi đang bỏ một cái vật mẫu, một cái rổ lên. Nhấn T, chúng ta trừ bì. Sau đó chúng ta bỏ hàng hóa lên. Thì hàng hóa thật sự ở đây đang là 1kg. Tôi lấy hàng hóa ra là còn không. Khi chúng ta lấy bì ra, màn hình sẽ báo hiện cái trị âm. Âm ở đây là âm 740, là âm của cái rổ vừa rồi. Thì chúng ta nhấn T để thoát ra. Phím M cộng MC và MR và MOD. Bây giờ trước tiên ta vào M cộng. M cộng là dùng để cộng dồn, để các bạn có thể in ra kết quả. Bây giờ tôi sẽ test, tôi nhấn cộng dồn. Nhấn cộng dồn. Nhấn cộng dồn thành 3kg. Rồi, các bạn để ý ha. Đây là cộng dồn lần thứ 4. Cân thể hiện 4kg, sau đó thoát ra. Bây giờ chúng ta muốn kiểm tra kết quả cộng dồn, chúng ta có thể nhấn MR. Đây là kết quả cộng dồn. Chúng ta muốn xóa kết quả cộng dồn của cái món 4 món hàng vừa rồi thì chúng ta nên nhấn MR cho nó hiện ra. Sau đó chúng ta nhấn MC là Memory Clear thì chúng ta sẽ xóa kết quả. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại thì chúng ta không thấy nữa. Rồi, phím M cộng là dùng để cộng dồn, phím MR là dùng để kiểm tra kết quả cộng dồn. Và sau khi chúng ta có kết quả cộng dồn rồi, chúng ta muốn xóa kết quả cộng dồn đi, chúng ta nhấn M cộng xuyệt MC ở ngay đây. Thì M cộng xuyệt MC đây là Memory Clear sẽ xóa đi kết quả. Mod là dùng để chúng ta vào cài đặt đếm số lượng. Cái cân này có thể vào chế độ đếm, giống như ta có thể bỏ vật mẫu lên, chúng ta có thể đếm các sản phẩm. Rồi, chúng ta đếm bằng cách đếm một màn hình. Đó, chức năng mod là chức năng đếm. Bây giờ chúng ta muốn đếm các vật mẫu thì chúng ta có thể nhấn mod chuyển qua PC. Sau đó chúng ta nhấn giữ MR, nhấn giữ các bạn ha, nhấn giữ. Đây S10. Nếu chúng ta đếm vật mẫu ví dụ giống như là 10 cái thì chúng ta có thể bỏ lên 10. Còn nếu chúng ta muốn 20 thì chúng ta có thể bỏ 20. Bây giờ tôi sẽ đếm các vật mẫu, ví dụ giống như là 10 cái, tôi sẽ đếm 10 cái vật mẫu, 10 cái vật mẫu của tôi. Đây là 10 vật mẫu của chúng tôi. Nếu các bạn chọn 10 thì các bạn đếm 10 vật mẫu bỏ lên. Nếu các bạn chọn 20 thì các bạn có thể nhấn 0 để các bạn chuyển lên. Trong trường hợp này của tôi đang là 10 thì tôi sẽ chọn 10 và nhấn mod để xác nhận. Cân sẽ quét, đây là 10 cái.
Bây giờ ta sẽ bỏ tên tiếp theo là 11, 12. Rồi tôi có thể bỏ lên tất cả luôn là 83. Mình chưa tính cái bì của cái chai này. Đó là trường hợp của cân đếm số lượng ở tính năng mod. Còn nếu các bạn khi nào các bạn muốn chuyển qua chế độ gam, các bạn nhấn mod thì con sẽ chuyển qua chế độ gam. Còn các bạn nhấn mod lại cái, con sẽ chuyển qua chế độ đếm. Đây là trường hợp dành cho cái chức năng mod này. Ngoài chức năng mod này thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn chức năng in để sử dụng máy in, kết nối với máy in để in ra kết quả. Thì tôi cần đấu một cái dây RS từ máy in qua cái cổng RS232 ở đây. Cổng RS232 này có thể kết nối máy tính để các bạn sử dụng phần mềm. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm sau. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cách in trên máy in của Dynagel hoặc là một số máy in khác mà có khả năng kết nối với máy in Dynagel. Sau đây là tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy in kết nối với con bàn này. Đó, đây là cái thông tin trước đây tôi đã in. Trên phiếu in thể hiện cái số SN là số thứ tự quay và unit. Ví dụ giống hoặc là số thứ tự thứ nhất, rồi số ký là bao nhiêu, đơn vị là kg hoặc là lô bao. Thể hiện ngày tháng và thời gian. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng như thế nào. Bây giờ ví dụ tôi sẽ đặt 1000 gram lên. Sau đó chúng tôi nhấn M cộng. Máy in sẽ in. Sau đó tôi sẽ đặt 140 gram lên. Chúng tôi sẽ nhấn M cộng. Máy in sẽ in. Sau đó tôi bỏ tiếp theo 2000 gram lên. Tôi nhấn M cộng. Máy in sẽ in. Sau đó thứ tự tiếp tục, tôi sẽ bỏ tiếp 1000 gram lên. Tôi sẽ nhấn M cộng. Con sẽ in. Tiếp tục tôi sẽ bỏ lên maximum là 3 kg lên. Đây chúng ta sẽ nhấn tiếp tục để mở cổng. Đây trên phiếu in thể hiện đầy đủ từ số thứ tự quay là bao nhiêu gram, unit là đơn vị là kg hay là bao nhiêu. Đây số thứ tự như thế này, sau đó chúng ta có thể sum lại tổng là bao nhiêu. Đây là cân kết nối với máy in của Dynagel hoặc là có thể kết nối với một số cái máy in khác. Đây các bạn có thể thấy số phiếu in thể hiện rất rõ. Đây chúng ta có thể cho các bạn thấy gần hơn. Chúng ta có thể cài đặt thời gian ngày tháng năm, số thứ tự thể hiện ở trên cân và số lần cân. Bây giờ tôi sẽ test lại tiếp một lần nữa các bạn. Tôi sẽ đặt tiếp thứ tự và sau đó chúng tôi sẽ nhấn in. Con sẽ hiện thứ 8. Tôi sẽ bỏ tiếp tục lên. Chúng ta tiếp tục cộng. Đây. Phiếu in sẽ ra như thế này. Đầy đủ nội dung rồi các bạn ha. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm. Đây là cân đã kết nối phần mềm. Ở đây tôi đang test trên cái phần mềm mẫu của công ty. Đây là chế độ cân tay. Bây giờ tôi sẽ nhấn phím truyền lệnh. Bây giờ tôi sẽ nhấn một phím trên cân. Đây các bạn có thể thấy thông tin sẽ được lưu vào bên trong. Rồi tôi sẽ tiếp tục những cái mã hàng khác thì thông tin sẽ được lưu lại. Rồi tiếp tục mã khác.
Đây, trên phần mềm có đầy đủ thông tin. Trước tiên là khách hàng, ví dụ giống như loại hàng, các bạn có muốn trừ bị không, xuất hoặc là nhập. Ở đây các bạn có thể thấy xuất hoặc là cả nhập, các bạn có thể điền vào. Rồi đây là số phiếu thứ tự, ở đây có ngày cân. Các bạn muốn cân tự động hoặc là cân tay. Cân tự động thì cân sẽ tự động truyền, khi đặt hàng lên thì chúng ta sẽ, phần mềm sẽ tự nhận số lượng. Và nếu mà chúng ta cân thủ công thì chúng ta cân bằng tay và chúng ta phải điền thông tin vào liên tục. Ở đây chúng tôi đang dùng tự động. Sau khi các bạn chọn xong, các bạn có thể nhấn xác nhận. Ở bên đây thì các bạn dùng để lưu. Ở đây dùng chế độ tự động thì nó sẽ lưu cho bạn, các bạn tự động. Còn ở đây các bạn có thể in phiếu. Các bạn có thể chọn một cái phiếu ngẫu nhiên bất kỳ ở trong này. Đây thì một cái giao diện phiếu ngẫu nhiên. Ở bên đây thì nó thể hiện phiếu cân, ví dụ giống ngày tháng thời gian, tên khách hàng, mã hàng, số kg, xuất hay là nhập, rồi ghi chú các bạn vào và khách hàng. Và ở bên tay phải của chúng ta thì ở bên phần này thì chúng ta có thể thấy là ở đây là phần tìm kiếm. Ở đây tìm kiếm thông tin khách hàng và tìm kiếm xuất hoặc nhập. Nếu các bạn ví dụ trong cân trong một ngày hôm đó thì các bạn có thể, hoặc là một trong tháng hôm đó các bạn tìm những mô đen nhập. Ở đây tôi sẽ tìm nhập, thì chúng tôi tìm từ ngày này tới ngày này, từ ngày 22 này, thì các bạn có thể tìm, thì con sẽ tìm ra cho chúng ta và xuất ra file Excel cho chúng ta. Ví dụ giống như các bạn có thể thống kê, các bạn chọn nhập thì các bạn thống kê tại đây, thì con sẽ đưa ra cho chúng ta một cái giao diện là những cái loại hàng nào là loại hàng nhập. Ở đây nó sẽ có đầy đủ hết các thông tin, ví dụ giống như số phiếu khách hàng, loại hàng, số con. Rồi hoặc là chúng ta có thể xuất file Excel. Ở đây thì tôi đang mở một cái file Excel đây. Đây, tôi chọn cái file Excel. Thì file Excel này nó sẽ thống kê ra cho chúng ta. Đây, các bạn có thể thấy bên dưới file Excel. Thì chúng tôi mở file Excel ra. Thì ở trên cái file Excel này nó sẽ thống kê ra cho chúng ta hết. Ví dụ giống như hàng hóa là gì, rồi nhập hay là xuất, rồi từ thời gian tới bao nhiêu, từ bao lâu tới bao lâu. Thì các bạn có hết đầy đủ ở trong này. Đây, ngày tháng thời gian từ thời điểm nào, trọng lượng là bao nhiêu. Đây, ở đây chúng ta có thể thấy ngày tháng thời gian số phiếu, chúng ta có đầy đủ thông tin. Đây là thống kê của một cái file nó đã lưu sẵn ở trong cân. Rồi đây là một cái, bên góc phải của chúng ta là giao diện tìm kiếm, ở trung tâm là số của cân truyền qua. Ở đây chúng ta tiếp tục cân hoặc là các bạn sử dụng cái cân khác. Đây, ở dưới này là số phiếu chúng ta thể hiện ngày tháng thời gian. Rồi, cảm ơn các bạn.